Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10 nâng cấp đậm dân chơi với cái dàn chân Hollin tinh tế. Cái chiếc Honda Viral 1/10 độ hôm nay được trang bị ít những món đồ chơi đắt tiền của thương hiệu đình đám như là phục Hollin hay dọc Rainbow Vân. Tất cả đã hòa hợp với nhau để tạo nên một chiếc xe đồ đẹp không nói nên lời. Phần đầu vẫn được giữ nguyên, không được thay đổi quá nhiều. Có chăng chỉ được trang bị trên mình một cái bảng titan phía trước ở mặt nạ để xe thêm chút là xinh xắn hơn, đem tính cảm giác điều khiển ổn định và an toàn hơn mỗi khi phanh gấp. Thì người chủ lựa chọn cho mình theo dòng Rainbow lục lớn 28 xứng, tiếp đến là đĩa gaffer được bắt vào đùm trước thông qua đất lòng đen, xung quanh là ốc Dynam xanh lục bảo là khá đẹp. Phía sau chiếc xe, cây phục nguyên bản của mẫu Citra Vado này được nâng cấp lên thành phục Hollin với khả năng điều chỉnh cái độ núng nảy hồi trả, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành trên từng cung đường với các trọng tải khác nhau và chống trở lắc ở tốc độ cao. Khối động cơ của chiếc Vado 1/10 này được nâng cấp nhẹ nhàng để sử dụng cho mình cái bộ của Gran Turismo được thiết kế dành riêng cho trọng tải ga. Cây bô này đem tới tiếng nổ trầm ấm nhưng không khiến chiếc xe bị bớt lắc hậu hay đề. Các chi tiết của bô được làm bằng chất liệu titan, có thể tự đổi màu khi là máy nóng. Xây lại một lần nữa ở bên đây, ta thấy một cái những chi tiết nhẹ nhàng nhưng góp phần làm đẹp và cánh trái của cái chiếc xe độ, chính là phần nắp che lọc gió trong suốt này của VinFast, sản xuất dành riêng cho những chiếc Vado Lift sử dụng. Vario 1/10 kèm mời người xem với cái tâm màu như trên đầy thú vị. Hôm nay chúng tôi dẫn các bạn thăm cái chiếc Vario 1/10 độ. Không chỉ được dọn lại một cái diện mạo bên ngoài với loạt đồ chơi cực kỳ đỉnh từ cái hiệp đình đám nổi tiếng, mà chiếc xe còn được hữu trên mình một cánh với cái màu xanh như trên siêu đẹp lạ mắt, giúp em ấy trở nên nổi bật hơn xuất hiện ở trên phố. Phần đầu nhẹ nhàng được giữ nguyên bản, không có quá nhiều thay đổi. Chỉ chăng là thi một cái bản tên titan phía trước trông lạ mắt để xe thêm chút đẹp, phát cho mình một cái nhà áo phong cách là niên trình nhẹ nhàng nhưng đầy có sự tươi mới. Đi cùng đó là những cái mảnh tem titan ghép lại nhau để cho xe đẹp mắt hơn. Nhìn xuống cái dàn chân, ta thấy ngay cái màu nguyên bản vẫn được giữ nguyên. Người chủ đổ lại hệ thống phanh bao gồm heo dập Rainbow lục lớn 2 bit để xứng, đi cùng với đĩa Winner kích thước 260. Đây có combo quen thuộc được rất nhiều em chơi xe hiện nay ưa dùng bởi giá thành hợp túi tiền, trông cũng hài hòa liền đạt hơn. Hệ thống chơi sau dùng cho mình phục Hollin bình dầu rời được sản xuất dành cho cái chiếc Vado Lift sử dụng mà không cần che chéo một cái chi tiết gì. Trên thân bình dầu là một cái nấm chỉnh CNC để tăng thêm cái độ đàn hồi của bụng khi tải nặng hoặc điều mình. Khối động cơ Honda Vado 1/10 được nâng cấp lại nhẹ nhàng để dùng cho mình cái bộ 4 Rush được thiết kế dành riêng các dòng tay ga. Cái bô này đem đến cái tiếng nổ trầm ấm mà không khiến chiếc xe bị mất hỏng hay nứt đề. Chi tiết cái cổ bô cũng được làm bằng cái liệu inox, có thể tinh chỉnh cái size phù hợp cho từng cái bề độ khác nhau của chiếc xe. Và đây là cái góc tổng thể lung linh của chiếc Vado 1/10 khoe dáng ở trên phố. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.